Kính thưa quý vị, các ngân hàng ngày càng chú trọng nâng cao tiện ích cho những người dùng. Mới đây thì nhiều khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ hoặc là gửi tiền vào tài khoản thông qua cây ATM. Giao dịch có thể hoàn tất chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ 1 cho đến 2 phút thôi ạ. À. Và hiện 4 cây ATM có các chức năng mới này đang được ngân hàng Việt Banh triển khai thí điểm tại sân bay Nội Bài, Trung tâm thương mại Lotte Hà Nội và các trụ sở giao dịch của ngân hàng tại Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh.